Đã có một vòng đi tham quan làng cổ Đường Lâm ấy ạ. Em thấy có rất nhiều nét cổ kính ở đây ấy, và em cũng được người dân ở đây chia sẻ về giống gà nổi tiếng tên là gà mía. Thì em cũng đang thắc mắc là không biết tại sao giống gà này lại được gọi là gà mía, hay là nó có liên quan gì đến với cả cái mía không ạ? Thì con gà mía nó rất nhiều người hiểu lầm là nó liên quan đến cây mía, hoặc là mía là thức ăn của con gà này. Nhưng thực tế thì xuất phát từ vùng đất Đường Lâm cổ. Khi xưa thì có tên nôm gọi là Tổng Mía. Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi con gà mà xuất là gà mía. Thì hiện tại thì có một con gà mía sinh sản như con gà bố này thì nó phải có những cái tiêu chí cụ thể như là màu cờ đơn to, cánh tím. Gà mía đặc điểm nổi bật nhất để nhận biết đấy là mỗi một con gà mía sẽ có hai sợi sọc chỉ đỏ ở chân. Trong cái quy trình thức ăn sẽ có một cái giai đoạn sẽ tự dùng rắn ủ lên men rồi thì sẽ kích thích tiêu hóa. Đây là một cái điểm nuôi gà bố mẹ, thì mình sẽ chỉ tập trung vào để sản xuất gà trứng sinh sản thôi. Thì anh có thể cho em cùng đi làm công việc này không ạ? Được chứ. Mình sẽ nhặt trứng ở trong đây đúng không anh? Đúng rồi. Con gà mía này thì là con gà chỉ phù hợp với thả đồi thả vườn. Thì ví dụ như ở đây của mình có từ 2.000 đến 2.500 con thì sẽ phải có tối thiểu là khoảng 2.500 m². Với những chuồng nuôi gà sinh sản đây của mình thì phải có cây to để lấy bóng mát, vì mình sẽ phải thả nó ra sân chơi, và nếu không có bóng mát thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trứng thu về. Con gà này nó có hay bị bệnh không ạ? Với con gà mía này thì vốn là gà bản địa, thế nên thì nó cũng khá là phù hợp với thời tiết ở Việt Nam. Mình cũng đảm bảo cái quy trình phòng dịch rất là chặt chẽ. Lượng trứng ở đây thì một ngày thu hoạch nhiều không anh? Với trại ở đây có khoảng hơn 2.000 gà thì mình chỉ thu được khoảng từ 7 đến 800 quả thôi. Lý do tại sao trứng ở đây nó lại bé như thế này? Bình thường với gà mía thì trứng là chỉ nặng trung bình khoảng 32 gram thôi. Trứng đã nhỏ đẻ nó còn ít. Nè anh nhở? Thế ở đây gà trống lại nhiều hơn gà mái vậy anh? Như cái đàn này ở đây anh đang nuôi là ví dụ một đàn này quy mô đang là 3.000 con thì nó cũng sẽ có nửa trống nửa mái thôi. Nhưng mà gà mái thì nó cũng đang chủ yếu là tập trung ở trong chuồng. Gà trống thì nó lại cần không gian rộng hơn. Như em thấy là ở đây sử dụng cái loại cám phối trộn thì nó sẽ gồm có ngô, khô đỗ tương, cám mì và bột cá ủ. Cái cám này thì sau khi được ủ lên men thì con gà ăn nó sẽ hạn chế được việc bị tiêu chảy và bệnh cầu trùng. Những mùa nóng này thì gà sẽ rất khát nước. Và nóng này thì hàng ngày cứ khoảng cách ngày mình sẽ phải cho gà uống gluco và điện giải để con gà nó không bị nóng và nó sẽ ăn tốt hơn. Con này thì tầm bao nhiêu tháng tuổi anh? Gà ở đây thì đã khoảng hơn 4 tháng tuổi rồi. Sẽ phải nuôi thêm ít nhất 1 tháng nữa là phải đủ trên 5 tháng tuổi bắt đầu mới xuất bán được. Gà mía, sản phẩm nông nghiệp thành phố Hà Nội, phân bố tại huyện Sơn Tây với khoảng 80.000 con, đạt sản lượng hơn 180 tấn mỗi năm, tiêu thụ tại Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An và một số tỉnh phía Bắc.